Xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ chỉ cho mọi người cái dấu hiệu nhận biết là một chiếc đồng hồ sạc năng lượng ánh sáng của Citizen mà nó báo là sắp hết pin hoặc là pin yếu. Thì các bạn để ý thì cái kim dây này có chức năng là khi mà pin yếu thì nó sẽ chạy 2 nhịp 1 để báo cho người sử dụng biết là lúc này là pin đang bị yếu và cần được sạc. Và tại sao lại nhiều bạn sẽ thắc mắc là tại sao sạc pin năng lượng mặt trời thì lại hết pin? Vì hết pin khi mà các bạn để trong tối quá lâu, mà trên 6 tháng, một số dòng thì có thể là trên 8 tháng nếu mình không nhầm. Nhưng mà thông thường thì là khoảng trên 6 tháng mà các bạn để trong điều kiện tối hoàn toàn, không được tiếp xúc với ánh sáng. Dòng Eco Driver này thì nó sẽ sạc pin được tất cả các cái năng lượng ánh sáng, kể cả ánh sáng yếu như là ánh sáng đèn điện hoặc là ánh sáng nến. Ánh sáng nến cũng có thể giúp cho cái chế độ Eco Driver này của Citizen được sạc pin. Đó, nhưng mà khi mà ánh sáng cao thì sạc pin nó sẽ nhanh hơn là các ánh sáng yếu hơn. Đó, thì cách khắc phục cái khi mà kim giật hai nhịp một này thì yếu pin thì khi đó thì đồng hồ cần được sạc. Thì các bạn lưu ý là sẽ để ở gần tiếp xúc với lại ánh sáng. Nếu mà ánh sáng mặt trời thì càng nhanh, còn nếu ánh sáng đèn điện thì nó sẽ lâu hơn một chút. Thì khi đó pin được sạc đủ thì đồng hồ sẽ chạy bình thường, nên mọi người không cần lo lắng. Đây là cái hiện tượng rất bình thường của các cái dòng Eco Driver của Citizen. Xin chào mọi người.